Đồ Có Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là chiều ngày 18 tháng 12 2019. Và đây là ngắn anh tôi giới thiệu bộ bàn ghế móc mỏ gỗ của ta Quảng Bình. Bộ này chúng tôi đã dựng từ lâu, nhưng đến gần đây thì mới đủ tất cả các chi tiết để dựng lên tổng thành cả bộ. Và bộ này thì nó cũng cái độ vân cũng vằn vẹn y như bộ trước. Và giá cũng như vậy là 80 triệu một bộ. Thấy vân nó vằn vện từ trên trương đến các thanh, đến tay, đến mặt yếm và chân, ngay như mặt bàn đấy cũng thế, vân cực kỳ đẹp. Cái mặt bàn này thì vân nổi hơn cái bộ trước, và đến các cái mặt ghế này thì cũng cùng vân rất mạnh. Và chúng tôi cũng báo cáo một cái cam kết luôn là tất cả đồ gỗ Đức Hiền, nhất là các cái bộ chọn vân như thế này và gỗ gụ ta đều được cam kết là 100% gỗ gụ ta Quảng Bình. Và thứ hai là hoàn toàn là vân thiên nhiên, không có vẽ vân. Và như cái bộ móc mỏ này thì sẽ làm theo cách truyền thống, là sẽ cọ đánh giáp thật kỹ và sẽ đánh xi. Duy nhất cái hàng này thôi. Hàng này vì nó không có chỗ nào là đục chạm cho nên đánh xi được. Còn những cái hàng khác thì biết là đánh xi là một cái nước hoàn thiện là hay nhất, nhưng mà không phải là không những cái hàng đục chạm nhiều không thể đánh xi được. Đây là hình ảnh đang quay phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi. Liên lạc chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Xin nhắc lại, lúc này là chiều ngày 18 tháng 12 2019, và giá của bộ ghế này tại xưởng là 80 triệu. Gỗ của ta Quảng Bình, ghế móc mỏ 6 thứ.